Chắc hẳn anh em nào trong số chúng ta cũng đã từng một lần chìm đắm trong những bộ truyện tranh và phim ảnh về siêu anh hùng, mơ ước một ngày sẽ hóa thân thành các anh hùng để đi giải cứu thế giới. Thế nhưng lớn lên, đến một trận FIFA Online 4 cũng không thể nào thắng nổi, đã 10 trận thì thua hết cả 11. Vừa hay những siêu anh hùng trong mùa thẻ Hero với những biệt danh ẩn chứa những câu chuyện cực kỳ thú vị ở phía sau, tuy mới chỉ được ra mắt, thế nhưng họ đã thu hút được đông đảo sự chú ý của cộng đồng bởi sức mạnh mới mẻ không ngán bất cứ đối thủ nào. Không chờ đợi lâu nữa, chúng ta hãy cùng khám phá top 5 siêu anh hùng ngày này nhé. Biết đâu xem xong, anh em sẽ tìm được một con hàng chân ái cho đội hình của mình. Người đầu tiên chúng ta sẽ nói đến đó là Fernando Morientes. Biệt danh của Morientes đó chính là El Moro, có nghĩa là kẻ ngoại đạo. Sở dĩ Morientes mang biệt danh này là vì trong suốt sự nghiệp của mình, anh lang bạt từ Real Madrid, Liverpool, Marseille cho đến Valencia. Ở mỗi nơi Morientes đi qua, anh đều để lại dấu ấn của mình bằng khả năng săn bàn cực kỳ dị, thoát ẩn thoát hiện, hệt như một bóng ma trên sân. Trong FIFA 24, Morientes cũng sở hữu khả năng săn bàn cực kỳ oách liệt. Với hai chân 5 năm, cùng với chỉ số dứt điểm và đánh đầu đều đạt mức 110 ngay ở mức thẻ cộng 1, Morientes thực sự là một nỗi ám ảnh cho các hậu vệ đội bạn khi có thể ghi bàn ở bất kỳ góc nào và chọn vị trí như từ dưới đất chui lên. Morientes cũng sở hữu một bộ chỉ số ẩn hoàn hảo cho một tiền đạo thực thụ như đánh đầu mạnh, bấm bóng và sút má ngoài. Đây là những chỉ số khiến cho những pha dứt điểm của anh trở nên đa dạng và khó đoán hơn bao giờ hết. Kết luận lại, Morientes là một mảnh ghép hoàn hảo cho những anh em đang xây dựng team color Real Madrid và Liverpool và là một con bài không thể thiếu cho những huấn luyện viên muốn xây dựng team color như Marseille hay AS Monaco. Người tiếp theo mà chúng ta nói đến chính là Tim Cahill, một trong những cầu thủ châu Á hiếm hoi tạo nên dấu ấn đậm nét tại giải Ngoại hạng Anh. Biệt danh của Tim Cahill là The Boxer, nghĩa là tay đấm bốc. Nó giúp chúng ta liên tưởng đến phong cách ăn mừng đã làm nên thương hiệu của anh, chính là động tác đấm liên tục vào cột cờ phạt góc mỗi khi anh ghi bàn. Cũng may ở trong FIFA Online 4 không sở hữu chỉ số đấm bốc, nếu không thì Tim Cahill của chúng ta phải đạt mức 120 ở chỉ số này. Thay vào đó, anh sở hữu chỉ số nhảy và đánh đầu đều đạt 110 ở mức thẻ cộng 1. Kết hợp với chỉ số ẩn đánh đầu mạnh, Tim Cahill dễ dàng trở thành một hung thần ở trong vòng cấm và là nỗi ác mộng trên không với các đối thủ. Chỉ số quyết đoán đạt 107 kết hợp với chỉ số xoạc bóng khiến anh chàng này trở thành một cỗ máy pressing ở phần sân đối phương. Chỉ cần hậu vệ bên kia lơ là, huyền thoại người Úc sẽ ngay lập tức ập tới cướp bóng và ghi bàn. Tim Cahill là một siêu anh hùng lạ bổ rẻ mà anh em có thể sở hữu để đổi gió trong những trận leo rank của mình. Là một trong hai trung vệ hiếm hoi xuất hiện trong mùa thẻ Hero, siêu anh hùng Jurgen Köller có biệt danh là The Football God, có nghĩa là vị chúa của bóng đá. Sở dĩ Jurgen Köller có biệt danh này đó là vì trên sân, huyền thoại này luôn xuất hiện như một vị thần, luôn luôn xuất hiện và giải cứu kịp thời những tình huống 10-10 khiến cho đối thủ bất lực và e sợ. Sở hữu bộ chỉ số toàn diện của một trung vệ với các chỉ số phòng ngự đều đạt 106, Jurgen Köller là một hòn đá tảng thực thụ khiến cho đối thủ thậm chí phải thắp nhang nếu muốn vượt qua. Đá bóng thì phải dùng cái đầu, không chỉ giỏi phán đoán tình huống, Jurgen Köller còn dùng cái đầu nhưng nó lại theo nghĩa đen. Sở hữu chỉ số đánh đầu đạt 107, cùng với chỉ số ẩn đánh đầu mạnh, Jurgen Köller là một trong những mối lo ngại trong những tình huống phạt góc khó lường. Có cho mình những team color xịn như Bayern Munich, Juventus hay Dortmund, Jurgen Köller là một siêu anh hùng lý tưởng giúp giải cứu khung thành của các huấn luyện viên khỏi những tình huống ngàn cân treo sợi bún. Huyền thoại của nửa xanh thành Milan, Diego Milito là một siêu anh hùng đích thực trong ký ức của các Interista khi anh là hạt nhân chính trong cú ăn ba thần thánh của Inter Milan dưới triều đại của huấn luyện viên Jose Mourinho. El Prince là biệt danh mà người hâm mộ thường xuyên nhắc đến trong các trận đấu có Milito xuất hiện. Nó có nghĩa là hoàng tử. Điều đó có thể nói nên được tình cảm cực kỳ lớn của các fan dành cho cầu thủ người Argentina. Trong FIFA Online 4, Milito là một quái kiệt khi sở hữu chỉ số chọn vị trí 109 cùng với dứt điểm lên đến 110. Chỉ cần một sơ hở, Milito sẽ ngay lập tức trừng phạt hàng hậu vệ đối phương. Chỉ số giữ bóng và thăng bằng đạt mức 106 khiến cho việc tì đè và lấy bóng trong chân Milito trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Kết hợp với bộ chỉ số tốc độ đạt mức độ ổn, Milito xứng đáng là một tiền đạo toàn diện giúp cho việc săn bàn của anh em trở nên dễ dàng hơn bao giờ. Với siêu năng lực của mình, Milito sẽ là người hùng hoàn hảo giúp cho anh em có thể tái hiện được cú ăn ba oanh liệt của Inter Milan ngày nào.
Và người cuối cùng mà chúng ta sẽ nói đến đó chính là David Girona. Biệt danh của anh chính là El Magnifico, nghĩa là ảo thuật gia. Bởi trên sân, Girona trình diễn một thứ bóng đá ma thuật cuốn hút người xem một cách không thể cưỡng lại được, cùng với vẻ bề ngoài như một lãng tử Hollywood. Không chỉ sở hữu vẻ bề ngoài, cầu thủ người Pháp còn mang ma thuật của mình từ ngoài đời vào trong FIFA loại 4. David Girona trong game sở hữu một bộ chỉ số cực đẹp với tốc độ 108, tăng tốc 109 cùng với hai chân 55, giúp Girona có thể thi đấu tốt ở cả hai bên hành lang cánh. Nếu kéo anh vào trung tâm, Gini vẫn có thể trình diễn được siêu năng lực của mình. Các chỉ số sút xa, sút xoáy, dê bóng, giữ bóng, khéo léo, thăng bằng đều đạt trên 107 cùng với bộ chỉ số ẩn trong mơ, giúp cho một mình Girona có thể củ hành tuyến tiền vệ đối phương già bá. Không còn phải bàn cãi, David Girona chính là cái tên mà anh em phải sở hữu ngay trong mùa thẻ Hero này. Hãy mang siêu anh hùng lãng tử này về với đội của mình và chinh phục hết mọi vinh quang trong FIFA Online 4 đấy nha. Không chỉ có câu chuyện đầy thú vị, kỹ năng của 5 siêu anh hùng này trong FIFA Online 4 chính là lý do mà anh em phải đưa về đội hình anh. Còn chần chừ gì nữa mà không vào game và săn đón ngay mùa thẻ Hero đi nào. Nếu anh em thấy video này thú vị thì hãy like và share cho bạn bè ngay nhá. Còn nếu như muốn làm thêm một chủ đề gì ở các số tiếp theo thì hãy để lại bình luận ở phía dưới. Những ý kiến đóng góp hay sẽ có cơ hội được lên sóng ở trong các số tuần sau và nhận về các phần quà vô cùng hấp dẫn từ FIFA Online 4. I've been all around.